Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Chơi. Thì tiện một loạt những cái video trước thì hôm nay em quay nhanh qua cái mẫu Mazda CX-30. Hiện nay thì Mazda ra mắt hai mẫu xe mới là CX-30 và CX-3. Thì dòng CX-30 này sẽ là dòng cao cấp hơn và cạnh tranh với những đối thủ như là Toyota Cross hay là Hyundai Tucson một cách chuẩn chỉ hơn so với Mazda CX-5. Đó. Ok, thì đầu tiên thì mình cứ qua nhanh về nội thất nhá. Thì bản thân em thấy nó cũng khá là đẹp so với một mẫu xe do Thaco phân phối, rất nhiều tính năng option, kể cả như là nhớ ghế hay như là chỉnh điện toàn bộ. Đó. Ở Mazda thì nổi tiếng với thiết kế đẹp rồi. Và chúng ta gần như không phải lo quá nhiều về mặt trang trí option lắp thêm. Xem khoang nội thất của Mazda CX-30 này. Chỗ này nó chưa bóc nhá, xe mới chưa bóc. Ba chế độ lái này. Hai chế độ lái này. Đây nói là Sport và Eco đi. Rồi. Đây là chìa khóa của em nó này. Một hai chìa khóa điện. Thì tay quá to luôn đấy. Đây có nhiều khay này, để cốc này, để đồ này. Một cổng sạc 12V này. Một cổng USB này. Cũng hay. Nội thất nâu. Màn hình cảm ứng. Có cảm ứng không nhỉ? Rồi. Đây mình có điều khiển giọng nói này, cruise control này, hơi khó nhìn một tí nhá. Cần gạt mưa này, lẫy chuyển số trên vô lăng này. Rồi. Ghế phun ra, không có cửa sổ trời. Chống chói tự động. Một bộ vi xử lý cũng khá to đấy. Rồi, điểm nhanh nội thất là thế. Thì ngoại thất đây cũng có thể nói là một mẫu xe khá là hay, mặc dù cái giá bán của em nó cũng khá là cao so với mặt bằng chung các đối thủ. Tuy nhiên thì với trang bị cốp điện này, đèn full LED này, và gần như là nó cũng gọi là khá là trọn vẹn với một chiếc xe đâu đó khoảng 1 tỷ lăn bánh quay đầu, đúng không ạ? Hai phiên bản chính đang được bày bán là CX-30 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Thì lần lượt có cái mức giá là 839 triệu và 899 triệu. Có thể nói là cái Luxury sẽ là khả năng sẽ là bán chạy nhất ấy, và nó cũng có cái mức giá khá là tương đồng so với các đối thủ như là Cross hay là Tucson, đúng không ạ? Cái phiên bản gọi là đầy đủ. Thì lăn bánh hiện nay ở tỉnh địa phương ví dụ như Bắc Ninh thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng 930 triệu đồng. Và trong tháng 8 Go thì cái mức ưu đãi hỗ trợ giảm giá có thể lên đến khoảng 10 triệu đồng tiền mặt kèm theo. Phụ kiện thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với đại lý nhé, theo từng thời điểm và màu xe để bên em tư vấn một cách tốt nhất. Đó, đánh giá nhanh qua cái mẫu Mazda CX-30 thôi. Thì thật ra Mazda cũng có một số mẫu xe khá là hay. Về mặt bằng chung giá thì có thể giá niêm yết nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên thì chúng ta chưa tính khuyến mại và một số chương trình hỗ trợ thêm cho từng địa phương. Đó, mình cũng bán theo từng vùng, từng tỉnh có showroom rồi nhá. Nên là quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe thì cứ alo liên hệ trước giúp em để mình được tư vấn một cách hợp lý nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.